Hello Quỳnh Anh rất là vui có em đồng ý tham gia vào cái chương trình talk của anh trong chương trình Inside Sharing nhé. Anh có cái như anh chia sẻ với em đầu tiên ấy, thì cái mùa này Covid và nó rất là nhiều người họ bị suffer. Thì những cái câu chuyện mà người thật việc thật như những người speaker và như em hôm nay sharing nhé. Anh nghĩ là khi ai mà nghe được câu chuyện này thì biết đâu họ sẽ inspire được cái gì, này, họ thích được cái điểm này, điểm kia để họ có thể learning được ấy. Thì đó là cái purpose của chương trình này và anh rất là cảm ơn em trong vài nút nhạc thì em đã đồng ý để mà để tham gia và share chương trình của anh với em. Thì to kick off this project thì anh nghĩ là nó rất important là mọi người biết em là ai á. Anh biết em thì cái ngày mình gặp nhau thì tháng sau đó hình như là em cũng left cái organization mà Lee Harrison từ anh có cái chance để support. Thì anh rất interested để mà em chia sẻ là gặp của anh là ai này, và in the past history thì em làm gì, chuyên môn của em trong cái lĩnh vực nào, có thể chia sẻ được không? Về background đi thì em làm trong ngành HR và Learning Development là được 14 năm hơn. Thì trước đó thì em làm rất là lâu, hơn khoảng hơn 10 năm cho một công ty về tech, cũng về HR. Em làm tất tần tật về những cái mảng từ phía tuyển dụng cho tới onboarding, rồi sau đó là dấn thân vô việc Learning and Development, và sau đó là Talent Development. Thì hơn 10 năm em làm ở một công ty tech của Thụy Sĩ. Nó có nhiều cái sự thay đổi và mình nghĩ là mình cũng nên rút lại cái bản thân mình coi là như thế nào và what will be the next cho mình. Thì khi đó thì em mất khoảng 2 năm để em suy nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái gì. Nhìn xung quanh thì nếu như mà gọi là quyết định đi thêm một cái công ty về tech nữa thì liệu là có phải là một cái mình đang mong muốn hay không, mình muốn explore một cái chỗ khác. Thì em lúc đó em rất là curious để mà em explore một cái chỗ khác, và khi đó em làm rất là nhiều những cái activity để em explore coi là cái chỗ nào sẽ là cái chỗ bến đậu tiếp cho em. Sau đó em mới join vô một môi trường mà nó không phải là về tech, nó là về business. Em làm được khoảng 1 năm hơn thì em hiểu rõ bản thân em hiểu rõ hơn về điểm mạnh điểm yếu của mình, hiểu rõ mình cái gì hơn luôn sau 3 năm. Cho nên là sau đó em quyết định em make change back lại to IT. Trên chắc là từ IT. Hình như anh nhớ là em cái lúc cách đây khoảng hơn 2 tháng ha, mình có một bữa mình còn nói chuyện với nhau cũng 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 trên mạng vậy thôi. Thì thì em chia sẻ với em, nói với anh là em học về engineer đúng Dạ đúng rồi. không? Trước đó Em học em không có phải là các bạn giống như là SA khác học về kinh tế hay là một cái chuyên ngành về về nhân sự đâu. Là đi từ tech ra và học từ khoa học tự nhiên. Thế tại sao em lại landing đi vào trong cái ngành HR hay vậy? Kể lại Thì cho anh và mọi người nghe được câu chuyện của em trong ngành được không? thật ra có một cái may mắn gì nè, là cái khởi điểm của em á, khi mà em còn là sinh viên á, là em đã ở chung một cái đội toàn là những bạn giỏi, xong rồi em tìm được một công ty cũng giỏi để mà em đi thực tập, tập chuyên về development, code development đó, công ty Thụy Sĩ, và nó cho em một cái base rất khá là tốt. Và em làm tầm khoảng 2 năm thì em ra là lúc đó cũng bắt đầu suy nghĩ coi là next của mình là gì á, thì phát hiện ra là có vẻ là không hợp, mặc dù là mình được á, nhưng mà mình thấy nó không phải là cái passion của mình, nó không có mang lại nhiều năng lượng. Thì lúc đó mới coi lại là cái gì là năng lượng cho mình. Thì trong quá trình làm việc có hướng dẫn người này người kia thì tự nhiên cảm thấy là công việc đó rất là hứng thú, cho nên ok thôi nhìn nhìn qua nhìn lại coi như thế nào, thì liệu là có nên thay đổi công ty hay không. Tại vì lỡ giờ mà mở miệng nói với sếp là giờ tôi không cảm thấy là cái đó là passion của tôi chuyển qua làm nhân sự hoặc là training, thì sao, lúc đó không biết có ổn ở trong công ty hay không, hay là bắt phải move, hay là bây giờ mình move trước đi đó. Thì trong đầu có hai cái suy nghĩ như vậy, nghĩa là nói với sếp hay là cứ make a move trước. Thì đó, thì sự cân nhắc nhiều bên thì cảm thấy là nếu mình make a move đó, nó không phải là một cái good choice cho mình, cho nên là
Thôi giờ lấy hết can đảm em gõ cửa phòng của General Director để em nói chuyện. Interesting. Và bởi vì lúc đó là trong cái thời điểm đó là cái vị trí của HR nó cũng đang trống nữa anh. Nó cũng đang trống cho nên em nghĩ nó là một cái chance cho em. Cho nên em xin qua đó. Thì may ra thì ông sếp đó là một người Thụy Sĩ thì có rất là nhiều những cái nó có rất là nhiều những cái suy nghĩ mà ổng cho mình cái chance để mà mình explore mình thêm á, thì ổng cũng thấy là cái đó là cái em interest và những cái thế mạnh của em về tech nó sẽ rất là helpful nếu mà em tiếp tục em làm ở công ty và liên quan tới mảng HR để mà support em nhiều. Thì encourage từ từ, tức là thời gian đầu thì em sẽ làm em lúc đó em làm về event, tổ chức event, xong sau đó em bắt đầu lấn qua tới cái chuyện làm internship management. Rồi từ từ em lên dần thành là tuyển dụng, rồi onboarding. Onboarding xong rồi đi tới L&D, rồi đi tới talent development sau này. Đó thì suốt hơn 10 năm em đều trải qua tất cả những cái như vậy và gặp những cái challenge trong từng cái bước thay đổi đó. Và may mắn là công ty có những người đồng nghiệp rất là tốt support mình trên cái con đường đó. Và người ta cho một cái chance để mình cùng explore, cùng làm với người ta, cùng build up với người ta. Đó. Thì đó là một cái good base mà em đã có mà hơn những cái bạn khác là ở chỗ như vậy. Tức là em là từ một cô gái là tech, làm trong cái ngành tech 2 năm, luôn làm cái công việc của tech 2 năm mới realize là cái việc làm đó nó không có inspire em, nó không có make em feel em không có nhiều cái passion về đó, nhưng mà em lại có cái passion về people, develop people, cho nên em knock on the door của GM của em để mà ask for opportunity. Rất là brave đấy nha, tại vì người ta hay nói là ask and em sẽ có câu trả lời, đúng không? Nhưng mà asking normally không phải là một cái easy để ask, đặc biệt là ask mình rất là easy ask cho người khác, nhưng mà asking for cái benefit của bản thân, for something that mình interesting to have, nó không phải easy, đúng không? Thì khi em làm cái đó, em còn nhớ cái cảm giác của em mà trước khi knock on the door, nó có những cái cảm giác chemistry như thế nào, nó happen trong cái internal cái thinking của em không? Lúc đó đó em gọi là làm liền thì không có dám làm liền, cũng suy nghĩ hơn một tuần á, tại vì đâu có ai dám làm cái chuyện đó, mà đặc biệt là ông sếp của em lúc đó ông cũng nổi tiếng, ông là rất là hung dữ nữa, thì cho nên là không có ai dám làm chuyện đó, cho nên trong xong là em cũng check nhiều người, em check cái suy nghĩ của em với một vài bạn, cộng với lại check cái suy nghĩ của em với là cái bạn làm HR ở cái vị trí mà đang trống, tức là trước đó có một người đã leave rồi, thì em cũng nói chuyện với bạn. Thì em thấy hầu hết người ta đều khuyên em là cứ thử đi, đâu có chết gì đâu. Yep. Tại vì have a good network đó, những người rất là supportive đấy. thì đúng, mà họ nói đúng, tức là cứ thử đi, nếu như mà đỡ không ok thì thôi, thì đó mình move giống như mình đã plan thôi. Nhưng mà nếu mà mình không làm cái chuyện đó mà mình move á, thì nó mới ân hận. Là what if all the time, đúng không? Đúng rồi. Thì tính em thì nói chung là hãy làm những cái thứ gì mà mình có thể làm được hết á, để cho suy nghĩ lại cái việc đó mình đừng có hối hận là bởi vì tại sao lúc đó mình không làm. Thì em cái dạng người giống như vậy, cho nên là ok em cứ đánh liều, em vào nói chuyện với ổng. Với lại trước đó nó cũng có những cái interaction giữa em với anh sếp đó, mà theo cái dạng là trong những cái buổi mà những cái người mà em hướng dẫn á, thì ảnh cũng khá là happy với những cái gì em làm, em có feeling như vậy, cho nên em đủ can đảm để mà em làm một việc đó. Good job em, good job, rất là brave and courageous để làm những việc đó em. Nhưng rồi em ở trong cái industry đó 10 năm hơn, em grow in that company to the point là anh nghĩ là tức là hang cùng ngõ hẻm của company đó, thì em rành nó tới cái level là extreme rồi á, and then em decided to go to một cái new industry và một cái new company luôn, mặc dù không phải là cái career, nó không phải là đã mới trong career, nhưng mà nó totally new, và anh nghĩ là nó gặp cái con người nó cũng hoàn toàn khác luôn. Thì why did em make cái decision đó, và em có thể chia sẻ được cái cảm giác lúc em make cái decision đó nó như thế nào? Dạ thì thật ra cái thời điểm đó đó nó có nhiều cái sự thay đổi ở trong công ty của em.
Xong rồi với những cái sự thay đổi đó, tự nhiên em mới nhìn thấy được là à, hình như là mình không phải là mình biết tất cả, mình vẫn còn điểm yếu nhiều chỗ lắm. Em thấy được cái việc đó, nhưng mà sao em nhìn lại nếu như mình tiếp tục ở đây thì liệu là những cái điểm yếu đó mình có thể lên niên được nhanh hay không? Nó có cái chance để cho mình làm những cái thứ mà mình đang muốn phát triển hay không, thì khi đó là câu trả lời là không. Tức là suốt 2 năm em tìm kiếm cái việc như vậy, là thiệt thật sự là nếu như mình gắn bó ở một cái tổ chức mà hơn 10 năm như vậy mà mình leave, nó cũng không phải là cái điều dễ dàng. Dạ, thì cũng hơn 2 năm suy nghĩ xong, sau đó em mới bắt đầu là em nói ok bây giờ em không suy nghĩ nữa, em sẽ đi ra ngoài. Tức là em vẫn stay nhưng mà em phải sẽ đi ra ngoài, em build thêm network, em explore thêm cái gì ở bên ngoài. Thì em thấy có rất là những cái thứ mà người ta nói mà matching với lại những cái gì em đang muốn học. À, và trong quá trình mà em đi như vậy cũng thiệt sự là may mắn của em nha. Thì giống như là em đang tìm một cái người new leader vậy đó. Chứ em không phải tìm một cái công ty, em muốn tìm một cái người new leader. Thì những cái vấn đề mà em đang muốn develop lúc đó là phải chuyên sâu hơn, phải professional hơn. HR, People Development, Talent Development, cái giúp cho người ta về mặt competency như thế nào, design những cái chương trình đó như thế nào là một cách gọi là professional ở cái tầm vực của các công ty global họ làm. Thì khi đó em cho rất là nhiều những cái workshop của các anh chị HR Director hoặc là Chief People Officer, thì em được thu hút bởi bên Prudential. Này, nhắc tên thì lúc đó cái hình ảnh của chị Thúy làm cho em cảm thấy là à, chị là một cái người rất là caring về về people. Và trong một tổ chức lớn như vậy, những cái gì chị sharing đem lại cái sự gần gũi và thân thiện rất là nhiều trong cái buổi hôm đó. Và khi mà em nói chuyện với chị cũng cái cảm giác thân thiện và gần gũi cho mình cảm thấy là à, cái đó nó giống như là một cái hình ảnh mà từ trước giờ mình đang tìm kiếm, là một. Cái thứ hai là những cái gì mà chị share ở trong workshop á, nó hoàn toàn là rất là theo kiểu thấy có sự bài bản trong cái cách làm. Thì nếu như mà một người mà có cái sự gần gũi, hướng dẫn, caring về people và cũng có cái suy nghĩ về cái chuyện là làm nó phải bài bản, professional, thì qua nó keep contact chỉ từ cái thời điểm đó. Xong cái này nó cũng là một cái duyên á, tức là nhiều khi mình nói chuyện nhưng mà khi cái duyên chưa đến thì nó chưa có engage được. Sau đó thì khoảng hơn 1 năm á, em mới có cái chance em nói chuyện lại với chị. Tức là em cũng cảm thấy là em may mắn là em lại có thể keep relationship với chị mà nói chuyện với chị trong một cái khoảng thời gian dài mà chị vẫn còn nhớ tới em. Thì xong rồi cái em cho Prudential thì vào trong đó làm một một cái điều là em đang là một cái team HR cực kỳ là những người giỏi. Agree. HR của Prudential là toàn là những người giỏi thôi. Các bạn rất là có những cái suy nghĩ rất là sâu sắc về những cái chương trình của mấy bạn làm, caring, đó là những cái người mà audience của những cái chương trình của mấy bạn đang phục vụ á. Chứ ít ra là gì mấy bạn có tất tần tật những cái suy nghĩ như vậy và mang những cái suy nghĩ đó trong quá trình mấy bạn thiết kế một cái chương trình sao cho nó phù hợp với người ta, và mình cũng học cái concept đó. Nhưng mà conceptual thinking về mặt design, về mặt một cái chương trình nó nên có những cái điều kiện gì, có những cái yếu tố gì để giúp cho người ta có thể learning được nhiều nhất, kiểu như vậy. Em khá là satisfied với lại những cái việc mà em được học ở tại đó, và thiệt sự là năm á, mà ở đó đó nó tương đương em nghĩ chắc cũng phải mấy năm ở bên ngoài. Em học được rất là nhiều việc, rất là nhiều. Mỗi một việc đều cho mình những cái thứ mà mới lạ, một cái góc nhìn mới để mình học hết. Và chị Thúy là cái người mà đúng như ngay từ đầu mà em nói là chị ấy cho rất là nhiều điều kiện để mà mình touching vô những cái việc mà mình muốn làm. Chị Thúy là một cái great individual mà anh nói là trong cái definition của anh là daring và caring đấy. Tại vì lúc anh gặp chị Thúy là lúc đó là chỉ là HR director của bên Sanofi ha. Và nó mọi thứ nó rất là ổn định với chị, và là chị lại daring go to the next level, thử một cái scale mới, một cái industry mới, và như job potential. Thì lúc đó anh totally shocked.
thì anh kia với là anh hết cứ quanh quanh talk cái chuyện kia là why, chị kia với là why not, thì đó là cái là nó always remind anh là cái là daring. Và then everybody mà had the chance mà anh interact with như em ngày hôm nay đi, khi mỗi lần mà họ remind về cái character của chị at work, trong cái life á, thì đó là cái chị caring, đó là cái number two mà nó always, thì anh nghĩ là có cái chance mà đi làm và exposure để về những cái great leaders như vậy, nó cũng là những cái privilege để mà in life later on đó, là những cái life example để có thể cần. Thank you em. Next đi em. Thì cái trải nghiệm của em ở Prudential khá là giống như là những cái gì em mong đợi. Tuy nhiên nó có một cái trở ngại là em có ước nguyện là nếu như mà em biết biết được Prudential sớm hơn, em join trong đó sớm hơn, khi mà giống như là mình còn freely, mình không có bị vướng bận gia đình đó, thì em nghĩ là sẽ đủ time để mà có thể learning được khá là nhiều và invest time để mà làm những cái công việc ở đó, tại vì công việc đó rất là nhiều. Thì khi mà mình cảm thấy là nó nhiều quá đó, nhiều hơn cái khả năng có thể quản được, thì nó sẽ không có hiệu quả. Em nói chung là em cảm thấy là nếu như mà mình tiếp tục như vậy á, thì thực sự là mình đang kiểu có thể là mình sẽ bị burnout. Và khi đó em mới, tức là cái đó là một khía cạnh trong cách nhìn của em. Cái khía cạnh khác đó là bởi vì va chạm rất là nhiều, exposure rất là nhiều trong cái thời gian 1 năm đó đó, nó giúp cho em nhìn thấy được con người của em rất là rõ và hiểu rõ về cái điều mình đang mong muốn. Mới bắt đầu khi mà em join đó, em nghĩ là em mong muốn như vậy, nhưng mà sau đó em phát hiện cái chuyện em đang mong muốn là một cái chuyện khác. Thì rất là, thì một phần là như vậy, một phần là từ phía chuyện gia đình nữa. Thì có nhiều cái thay đổi mà em nghĩ là bây giờ cái focus không phải là công việc, mà cái focus là cái việc gia đình, còn nó nên là cái thứ hai chứ không phải là nên cái ưu tiên đầu như hồi mình thời còn free nữa. Thì nhưng mà trước đó là mình đánh lừa mình đó anh, mình không có nghĩ như vậy. Sau đó rất là nhiều cái chuyện xảy ra làm cho mình hiểu là đã ok, bây giờ fix là cái đó là cái mà focus của mình. Thế thì change cái hướng của em. Có nói chuyện với chị Thúy về chia sẻ về những cái vấn đề đó, và em rất là appreciate chị đã cho em cái cơ hội ở tại Prudential. Nhưng mà khi đó là quyết định là em sẽ leave, và em sẽ leave về cái nơi cách mà nơi mà em có cái thế mạnh nhất, và em contribute được nhiều value nhất với một cái khoảng thời gian mà em có thể manage được. I see. Absolutely. Anh remember hôm đó mình gặp nhau luôn Không có á. một năm đó là em sẽ không có nghĩ ra được cái chuyện như vậy. Em không nhận ra là mình đang suy nghĩ như vậy, tại vì cái rất là khó, em nghĩ là không dễ để mình biết được mình muốn cái gì á Absolutely. Anh nghĩ là cái finding cái what you want in life á, mà really finding nó không phải easy. Có nhiều người là họ 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 living on cái gọi autopilot á. Và every day nó go by. Đó. Thì finding cái passion, finding cái purpose là những cái mà cái ultimate things mà human being nó normally nó muốn, nghĩa là looking forward for it. And then to get there thì every day, every time, period of time thì mình sẽ reprioritize lại cái gì important cho mình. As young age thì cái gì sometimes work là important cho em, as certain age em sẽ thấy cái family nó important to em. At the later time nó sẽ cái priority nó sẽ shift it here and there. It's okay. And then life nó vẫn still goes on, mình vẫn, và cái quan trọng là em find được where you contribute most in cái limited time mà em đang having, và em có thể balance được your life, that's all matters. Và anh nghĩ là cái leaders họ sẽ always understand nhưng mà những cái như vậy nó hết cần thôi. Và có một cái điểm nữa là cái next journey của em sau Prudential á, nó cũng không, tức là nó cũng rất là match với lại những cái điều mà lúc mà mới đầu em muốn vào Prudential. Tức là cũng có cái chance để mà mình explore về cái chuyện là build up một cái expertise sâu về cái chuyện develop people, building những cái competency, học từ những cái conceptual thinking đều có hết trong một cái tổ chức mới mà em đang join. Và nhưng mà nó là IT, thì em vừa có cả hai cái em muốn đó, cho nên
em so far hiện giờ thì em đang cảm thấy happy. Ok em. Thank you em for sharing cái work journey của em này. À, anh muốn go to cái years mà em làm ở trong cái talent development và people development này nè. Thì cái gì đó ở trong cái job này nó make em happy, em có thể share được không? Thứ nhất đó là về cái nguồn năng lượng đó, khi mà em work với people đó, nó luôn luôn nó không, thứ nhất là nó không có làm cho em cảm thấy mệt lúc nào, tràn đầy và cảm thấy là ai mà thành công thì cái đó là cái điều mình hạnh phúc. Cái thứ hai là khi mà em được làm những công việc là vẽ đường chỉ lối cho họ để họ biết họ grow như thế nào là một cái điều tiếp theo làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Giống như là cùng partner với họ trong cái con đường họ phát triển. Tại vì cùng làm như vậy với họ, mình vừa hiểu, mình vừa giúp được họ mà mình vừa hiểu được bản thân mình luôn á. Trong đây để tìm kiếm cái insight của mình và hiểu bản thân, biết mình muốn cái gì và reflect ngược lại vô cái con đường nghề nghiệp của mình luôn. Absolutely này. Còn gì Thì nữa không? đi về cái chiều sâu á, em thích như vậy. Sẽ là hai point, có point nào nữa không? Hay là hai point này enough để có thể share? Thứ ba mà trong khoảng hơn 1 năm nay á, là em gặp, tức là em thích học về những cái conceptual mà trước đó mình ít được va chạm. Em thích là hiện thực hóa những cái ý tưởng của mình một cách gọi là làm cho người khác hiểu và buy-in. I see. Thì trong cái job của developing people nó sẽ cho em ba cái strength và mà để ba cái đó là cái energy này, rồi cái quá trình là learning and reflect để development bản thân, và thông qua cái quá trình mà seeing and helping people họ develop được thì em có learn được back từ đó, và cái thứ ba là conceptualize làm sao để có thể get được cái buy-in từ những cái người stakeholder là trong cái idea là okay you have a good idea để có thể growing họ, có thể helping họ, nhưng mà selling cái idea đó để mà họ có thể take it and accept it, embrace from it, đó là cái mà anh cảm giác trong em rất là happy trong khoảng 1 năm rồi là đây đúng không? And anh sẽ go to cái question last, nó sẽ liên quan tới cái việc mà how mà cái transferring cái skill cái 14 năm experience đó đi qua một số cái điểm mà cái bạn sau này nếu mà họ muốn join vào trong cái HR industry mà specifically trong cái mảng mà developing talent and people development thì có những cái skill set gì, những cái gì mà họ cần phải prepare từ bây giờ để họ có thể shifting và successfully running cái role đó được không? Em suy nghĩ cái đầu tiên đó là về cái mindset chứ không phải là về Mindset. mindset. Thì How is mình nên bắt đầu giống như là mình là một cái người beginner của một cái it? Is bị làm, để it open to learn và listen từ phía người khác, coi để mình có được cái issue trước là cái gì đã, trước khi mình come up với một cái solution nào đó mà từ trong cái kinh nghiệm của mình đưa ra. So là Thì beginner mindset all the time đúng không? That's number one. và để thứ nhất là để hiểu hiểu cái tổ chức, hiểu những người mình phải làm việc chung, và cái thứ hai là để mình cho họ thấy là mình là partner với họ. tại tại vì mới ban đầu nếu mà mình nói liền cái nhận định của mình, nhiều khi cái nhận định của mình nó chưa có đủ cái insight để mình kết luận là nó đúng đó, thì nhiều khi nó sẽ gây rất là những cái chuyện mà nó không có được alignment, thì khó khăn nha, có lúc mà starting. Beginner mindset là cái quan trọng ha. Cái tiếp theo á, là cái quá trình em nghĩ là hợp tác với các bên một cách gọi là em nghĩ là ôn hòa theo cái dạng mình là mình đang muốn helping họ, đang muốn side by side với họ để mà cùng làm cái chuyện đó, để mà hiểu là ok họ với mình là cùng chung một side để mà Yes, many cái stakeholders nó không phải easy, cho nên là the more mà complex thì cái stakeholder management ở trong cái organization thì cái việc mà các bạn phải phải uyển chuyển á, tức là light water để mà có thể làm sao mà có thể ở đâu cũng thể lan lỏi được, ở đâu cũng có thể be helpful được, ở đâu cũng có thể người ta có thể realize được là cái importance của water. Thì yes, thì beside cái learn the mindset nè,
besides cái việc mà phải be partnering với lại other people để mà understand được cái là cái họ muốn cái này cái kia trước khi mình come up with solutions này, besides cái việc là giống như là being able to uyển chuyển với lại cái mềm mại với lại những cái stakeholder là còn cái gì khác mà em nghĩ là họ cần phải develop cho nên họ có thể success trong cái mảng này nữa không? Cái tiếp theo mình sẽ nói về skill, tại vì khi bắt đầu vào á thì mình sẽ bắt đầu thể hiện coi là mình có khả năng mình làm được cái những cái gì mà mình hiểu. Thì khi đó, nhưng mà nó sẽ không phải là như em nói hồi nãy, nó không phải là cái thứ nhất, thì mình sẽ phải có một cái khả năng về research, khả năng học khá là nhanh, tại vì bây giờ tất cả những cái liên quan tới việc học ở trong gọi là professional thì nó sẽ liên quan đến tài liệu tiếng Anh, thì để mình có thể adopt những cái thứ đó nhanh, search được và adopt được những cái thứ đó để trở thành cái của mình và biến nó thành cái thứ gì đó gọi là visualize được và get buy-in từ phía những người khác, cái đó là cái skill. I got it, yeah. Cho nên là ability to learn và learn fast nữa đúng không? Learn fast ở trong organization, research for information, learn and learn fast. Anh có một bạn vừa rồi là rất là không phải một bạn mà là khá là nhiều bạn họ sharing đó là tại thời điểm hiện tại information nó bị overloading. Cho nên là không phải research không mà phải biết analyze cái information là nó relevant, nó matters. Otherwise mình cũng chỉ có một cái quỹ thời gian là vừa balance giữa việc work life vừa balance tùm lum mà bây giờ nó cứ cứ lost time với những cái information mà nó nonsense nó becoming là wasteful mà cái organization nó càng ngày nó càng tìm cách để mà nó eliminate những cái wastefulness nó như vậy. Yes, anh xem. Anything else trong cái area về skills mà em nghĩ là nó còn important besides research và learning không? Và còn một thứ nữa khá là quan trọng là mình phải aware về cái ego của mình. À, tại Tức vì là mình sẽ nhận được feedback. Feedback nó rất là painful. Nhưng mà mình đón nhận cái chuyện đó như thế. Wonderful em. Wonderful em. It's amazing em mentioned about it because anh cực kỳ enjoy cái answering này từ em á, cái point này từ em. Bởi vì là receiving constructive feedback là one of the thing mà many many people trong cái cho cái show của anh ấy, họ sharing ấy, là trong cái quá trình họ develop và grow ấy, là cái feedback sometimes nó giống như slap on the face của họ vậy đó nhưng mà without it họ sẽ không có succeed được họ sẽ không có see được những cái area mà họ cần phải really truly learn and develop in sales so thank you for bring it Dạ up. thì nếu mà nó có gọi là cái sự thương đau ở trong lòng khi mình đón nhận feedback, nhưng mà mình take it as a positive way á, mình sẽ thể hiện nó positive. Thì khi positive thì những người xung quanh mình cũng sẽ positive cùng với phía mình. Em thì em bị đó. Cho nên đó là Absolutely. cách để mà mình có thể collaborate một cách tốt á, với tất cả các bên. Learning, learning nè, researching nè, looking for feedback, như là embrace những cái feedback, those are the things là mà em nghĩ là họ cần là people cần phải develop và tức là manage cái ego, nó không phải chỉ là feedback thôi mà còn nhiều cái aspect khác nhau thì manage cái ego làm sao để mà contain nó where nó should be đúng không? Đúng rồi, em. Anh had a very good conversation with anh ngày hôm nay á và anh really enjoy cái journey mười mấy năm mà em spend trong cái after em finish cái technical school and then I'm going to the technical work and then you move on to the HR field and then be excel trong cái HR field á and anh congratulate em for finding the cái talent và cái passion trong cái job này nó không phải dễ được finding the passion in life đâu. Thì anh really wish em all the best. Thank you em again for coming to cái Inside Sales Show and then share cái stories của em. Life is good always. Cho nên là hopefully là one cái COVID situation get better thì anh em mình sẽ have a real catch up mà còn ôn nhau cái đó ha. And then I wish them all, yeah. Dạ, rồi em cảm ơn nè đã cho em cái chance ngày hôm nay để chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn em rất là nhiều. Stay healthy and be safe nha. Dạ, take care anh. Take Cảm ơn anh. care. Bye bye nha. Bye bye em.